Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay sẽ là cái vlog cuối cùng của anh để chia sẻ những cái kiến thức, những cái góc nhìn trên kênh YouTube của anh. Tại sao anh quyết định dừng việc làm các cái video clip lại? Bởi vì anh không còn cái liêm sĩ nào, anh không còn cái sĩ diện nào để dạy, để chia sẻ cho các bạn nữa. Bởi anh kén cỏi các bạn. Anh muốn các bạn hiểu giúp. Thời anh đi học á các bạn, thi đại học á, mà 26, 27 điểm là thủ khoa. Còn bây giờ, một thành tựu ưu việt của giáo dục. Các bạn nhìn đi, nè, các bạn coi đi trên báo Tuổi Trẻ này các bạn. 29,5 điểm rớt đại học, không đậu một trường nào hết, hả không? Thì rõ ràng là ngày hôm nay, nền giáo dục của chúng ta đã lên tới một trình độ ưu việt. Chúng ta đào tạo ra được những vĩ nhân, một thế hệ của những thiên tài không... Cho nên thẳng thắn này các bạn, ngày hôm nay chúng ta đối diện với cái câu chuyện là có những ngành mà 30 điểm vẫn rớt. Có 60 mấy bạn này nè, 29,5 điểm thi đại học rớt. Thì đó là một tin vui về tài năng của thế hệ trẻ, hay là một cảnh tỉnh cực kỳ đáng báo động của hệ thống giáo dục của chúng ta ngày hôm nay? Ok, vì vậy ngày hôm nay xin nói về cái kỳ tích điểm thi đại học, lạm phát bắn xuyên trần nhà. Thì thật ra rất đơn giản, đó là ngày hôm nay câu hỏi sao mà điểm cao vậy, thì câu trả lời rất đơn giản là đề dễ vậy thôi ha. Thẳng thắn nha các bạn, nếu mình nhìn theo góc độ vĩ mô của một nền giáo dục thì đề thi tốt nghiệp hoặc là đề thi sát hạch vào đại học dễ, thực chất đó là một tín hiệu rất đáng báo động của chất lượng giáo dục, right? Nhưng mà rồi khi đó sẽ có bạn phản biện lại với anh và hỏi là anh Trí, nhưng mà thành thật đi, là bây giờ khi đi thi, các bạn muốn đề dễ hay đề khó? Thì dĩ nhiên, cái tâm lý tự nhiên của mọi người, thẳng thắn đi, mình sẽ muốn đề dễ, đúng không đã? Tuy nhiên, cẩn trọng, đó là cái thái độ và tâm lý của những bạn không có năng lực. Họ ước gì cái đề nó dễ hơn để họ có thể thi đậu, để họ vượt qua được cái thử thách đó, và họ sợ lắm cho nên họ ước gì đề nó dễ hơn. Còn nếu bây giờ chúng ta quay trở về cái bản chất, mục đích của một cái kỳ thi sát hạch, đúng không? Nó là một kỳ thi để đánh giá năng lực và sàng lọc được nhân tài, những người giỏi, xuất sắc, những bạn giỏi vừa, những bạn khá, những bạn chưa đủ điều kiện và yêu cầu. Thì chúng ta muốn một cái đề thi có tính chất sàng lọc cao, hay là một đề thi dễ cho tất cả mọi người đều vui? Hoặc ngược lại, bây giờ các bạn đặt mình vào vị thế của một người thật sự có bản lĩnh xem sao. Nếu có một cái môn học nào đó mà các bạn rất say mê, các bạn rất là thích, các bạn đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, để mày mò, đọc thêm các tài liệu, để rèn luyện, trau dồi, và ngày hôm đó các bạn bước vào phòng thi và các bạn thấy cái đề rất dễ, để rồi các bạn học trong suốt 3 năm đó với tất cả cái tâm huyết, các bạn thi được 10 điểm, và rồi cái đứa ngồi ngay bên cạnh học hành lè phè, quấy quá cho xong, múa bút 1 tiếng đồng hồ cũng được 10 điểm, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào về con điểm 10 đó? Vô nghĩa, đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào về cái tâm huyết, cái hứng thú và nỗ lực của mình trong suốt cái thời gian trước đó? Vô nghĩa, đúng không? Và rồi, đó là lúc mà những người thật sự có tâm huyết, say mê và có bản lĩnh trau dồi rất nhiều, họ sẽ cảm thấy rất là hậm hực và chán nản. Mình học cho nhiều 10 điểm, thằng không học gì, cũng chẳng cố gắng, chẳng có năng lực, 10 điểm. Ok. Cho nên đây là cái anh muốn các bạn nhìn ra được cái bản chất và cái vai trò của một cái kỳ thi, để thấy là hey, chúng ta nên mong đề dễ hay đề khó. Và nói với nhau về điểm này thì ngày xưa, một trong những cái bài học đầu tiên mà thầy của anh Jim Rohn, ông là một người thầy cực kỳ nổi tiếng, mà Jim nói với bọn anh là gì? Don't wish it easier, wish you are stronger. Don't wish for less problems, wish for more skills. Hiểu ý anh không các bạn? Ông nói bọn anh là gì? Là phải có cho mình cái thái độ và cái tư duy của một người có năng lực và bản lĩnh. Đừng mong là cuộc chơi dễ, hãy mong là mình giỏi. Đừng mong là ít vấn đề, ít khó khăn và trở ngại, hãy mong là mình có nhiều kỹ năng, nhiều cái sự khôn ngoan hơn. Thì đó mới là cái thái độ của một người có bản lĩnh, của một người hiệu quả. Đó là một những bài học đầu tiên mà anh được học về attitude, về thái độ đối với bản thân của mình, đối với cuộc sống. Và cái ngày mà anh học cái lớp học đó, right, về kỹ năng đó, nó thay đổi rất nhiều cái cách anh nhìn cuộc sống của mình. Và các bạn có tin được không?
từ một cái thằng rất là tự ti, rụt rè, rất là sợ tất cả những cái đợt thuyết trình, những cái báo cáo dự án, những kỳ thi hiển nhiên rồi. Thì kể từ năm 2 đại học, anh biến thành cái thằng mà mong muốn cuộc chơi khó hơn. Khi đi thi, anh muốn đề thi khó hơn. Rồi cái ngày mà anh đi làm, khi anh được nhận vào công ty, anh xin tham gia vào cái bộ phận gọi là Business Development, phát triển kinh doanh cho cả khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và đó là cái bộ phận mà chịu cái áp lực, cái thử thách lớn nhất. Và rồi khi mà anh được cái công ty vùng của châu Á Thái Bình Dương gửi về một cái quốc gia nào đó, thì anh xung phong được đến một trong những cái quốc gia mà cái điều kiện hỗ trợ để phát triển và giáo dục là khó khăn nhất và có nhiều cái bất cập, nhiều cái áp lực nhất, đó là Việt Nam. Và anh thấy là cái điều tuyệt vời là nhiều năm sau đó, Jim Rohn, thầy của anh, ông giữ được cho bọn anh cái niềm tin vào cái điều mà ông dạy. Bởi vì khi mình có cái thái độ đó và mình tập trung vào chuyện trau dồi cái bản lĩnh năng lực của mình, thì càng về những năm sau đại học, kết quả của anh càng ngày càng cao. Để rồi tới khi anh tốt nghiệp, anh là một trong 3 sinh viên tốt nghiệp cao nhất cái phân ngành của anh ở trường đại học NUS. Rồi khi mà anh ra trường đi làm thì it's beautiful. 3 năm sau khi anh đi làm thì với cái thái độ đó, cái attitude đó, anh nhận được cái danh hiệu là một trong những cái nhân viên xuất sắc nhất của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và ở thời điểm đó, lương của anh cao gấp 8 lần thu nhập của những cái nhân viên cùng công ty. Cho nên anh nghĩ đó là lúc mà cuộc sống rất là công bằng đối với mình. Ok. Cho nên ngày hôm nay anh xin làm cái clip này để chia sẻ với các bạn một cái hệ quả xót xa mà chúng ta phải đối diện từ một kỳ thi dễ. Một kỳ thi mà thí sinh ngoác miệng cười tươi như hoa khi bước ra khỏi phòng khảo thí, để rồi 2 tháng sau đi từ ngỡ ngàng ngơ ngác tới bật ngửa ra khi thấy là mình 29,5 điểm và vẫn rớt đại học. Và tương lai của mình lạc trôi vào bến bờ vô định. Right. Và cái hệ lụy đau đớn này nó xuất phát từ một cái thái độ thích việc dễ dàng, thích một cái giải pháp nhanh và tiện lợi của cả 3 đối tượng: Bộ Giáo dục, trường đại học và phụ huynh học sinh. Đầu tiên, đó là Bộ Giáo dục. Năm 2021, chúng ta đối diện với rất nhiều những cái biến động trong việc giảng dạy bởi vì đại dịch Covid, cho nên rất nhiều học sinh đã không được học trực tiếp. Chúng ta phải chuyển sang hình thức dạy online, trực tuyến, và cái sự lúng túng đó, không thích ứng kịp đó dẫn đến một cái thử thách rất lớn là học sinh có khi không được trang bị đủ kiến thức và sự chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Và đối diện với thử thách đó, thay vì cái giải pháp là chuẩn bị trước và thay đổi một cách quyết liệt hơn để nỗ lực trang bị được cái kiến thức và hỗ trợ học sinh một cách sâu sắc hơn để chuẩn bị về năng lực cho kỳ thi, thì chúng ta lựa chọn một giải pháp dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều, đó là cho đề dễ hơn để đảm bảo là dù có không đủ kiến thức, các em vẫn có thể tốt nghiệp phổ thông được. Đó là cái quyết định ha của Bộ Giáo dục, đó là đề thi tốt nghiệp phổ thông năm nay sẽ không đánh đố học sinh, đúng không? Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục thì đề thi phải nằm trong chương trình không vượt ra ngoài, không có câu đánh đố học sinh, phù hợp với trình độ trung bình của học sinh và đảm bảo là một thước đo chung cho cái mặt bằng giáo dục phổ thông cho cả nước. Ok. Và anh nghĩ đó là cái lựa chọn dễ dàng cho Bộ Giáo dục. Thay vì hỗ trợ cho giáo viên và nhà trường để cải tiến cái cách giảng dạy của mình, thì thôi cho đề dễ hơn. Bởi vì thực ra trách nhiệm của giáo dục phổ thông đó là dạy các em cho nó hết 18 năm để rồi phát cho các em một cái tấm bằng, rồi sau đó các em đi đâu về đâu thì đó là trách nhiệm của trường đại học, của trường cao đẳng, phải không? Và rồi nếu mà học hết đại học cao đẳng mà các em vẫn không có năng lực phù hợp, không có những cái kỹ năng phù hợp với nhu cầu của thị trường, thì thôi, đó là trách nhiệm của nhà tuyển dụng, trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của xã hội. Thì anh nghĩ đó là một cái tư duy trách nhiệm rất là ngắn hạn và ăn đứt bán đoạn, xong là xong. Và suy cho cùng, cái người thiệt thòi sẽ là học sinh. Chưa kể việc này làm cho cái tấm bằng phổ thông vốn đã rất là đại trà trên thị trường rồi, thì ngày hôm nay lại càng mất giá trị hơn nữa trong việc sàng lọc và đánh giá được năng lực của học sinh. Kế đến, trường đại học. Mặc dù các trường đại học ngày hôm nay đã có quyền độc lập và tự chủ trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh của mình, nhưng chúng ta nhìn thấy là hầu hết, đa số vẫn sử dụng cái phương pháp tuyển sinh dễ dàng và thuận tiện nhất, đó là dùng luôn cái kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặc dù họ đều biết là kỳ thi năm nay là kỳ thi đề dễ hơn rất nhiều và tính chất sàng lọc của đề thi là rất thấp. Chúng ta nhìn thấy là tỷ lệ học sinh có điểm điểm giỏi ha, nó tăng một cách đột biến trong kỳ thi năm nay, đúng không? Ví dụ như môn tiếng Anh chẳng hạn, thì tỷ lệ bài có điểm 8 trở lên năm nay chiếm 22,4%,
Trong khi trước đó, năm trước đó chỉ có 6,4%, hoặc năm 2018 là chỉ có 2,7% mà thôi. À, tức là cái tính chất sàng lọc của đề thi thật ra rất là thấp. Chỉ cần học sàng sàng thôi là ở trên 8 rồi. Ok, nhưng các trường đại học vẫn sử dụng cái phương pháp đó bởi vì nó tiện, nó không tốn kém, nó không cần phải tổ chức kỳ thi, nó tiết kiệm chi phí cho nhà trường, cho phụ huynh, học sinh, và well, đó là cái giải pháp tiện lợi nhất. Khi mà chúng ta nhìn thấy là hầu hết các khối trường sư phạm, y dược, kinh tế, kỹ thuật trên top đều dành tỷ lệ 80-90% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Và đó là một điều rất đáng tiếc, giống như anh nói là không công bằng với những bạn thật sự rất là giỏi, những bạn tinh hoa. Well, họ sẽ được đánh sàn như tất cả những cái học sinh khác. Và khi đó hơn thua nhau, đó là điểm cộng vùng miền. Right? Tuy nhiên, khi chúng ta phản biện lại thì trường đại học sẽ nói là nhiệm vụ chúng tôi là tuyển cho đúng chỉ tiêu, cho nên tuyển sinh thôi mà, đúng không? Miễn sao là tôi cần tuyển 5.000 sinh viên, là tôi có 5.000 sinh viên nào chả là sinh viên, học phí nào chả là tiền. Không đồng ý. Bởi vì đến một lúc nào đó các bạn sẽ sớm nhận ra là cái giá trị rất quan trọng khi chúng ta học đại học không chỉ là giảng viên hay giáo trình hay là cơ sở vật chất của những trường đại học, mà có một giá trị cực kỳ quan trọng là chúng ta được học và làm việc cùng với những bạn có cùng hứng thú, cùng trình độ, cùng năng lực tư duy, cùng cái đam mê, cái sự quyết liệt, cùng cái đẳng cấp với mình. Và cái quá trình trao đổi, làm việc, chia sẻ với nhau đó sẽ nảy nở ra rất nhiều cái sự sáng tạo, những cái mối quan hệ có giá trị và ý nghĩa. Đó thực chất là một giá trị rất đắt giá của những trường đại học danh giá. Chúng ta được học cùng với ai? Cho nên nếu ngày hôm nay trường đại học tuyển sinh đầu vào một cách dễ dãi và chất lượng hổ lốn, thì người thiệt thòi một lần nữa vẫn là những sinh viên. Ví dụ như một cái trường đại học có tỷ lệ chọi cực kỳ khắc nghiệt ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là trường đại học Ngoại thương cơ sở 2, đúng không? Thì đó là một cái trường mà có cơ sở vật chất rất là cũ, và trường thì nhỏ như cái lỗ mũi luôn. Cho nên là về cơ sở vật chất chả có gì hết. Nhưng ai học trường đại học Ngoại thương đều biết là cái giá trị đắt giá nhất là các bạn sẽ được ngồi cùng giảng đường với những sinh viên thông minh nhất, sáng tạo nhất, ưu tú và máu chó nhất. Và đó là giá trị cực kỳ đắt giá để được làm sinh viên của trường Ngoại thương. Right? Thứ ba, căn bệnh trầm kha và muôn thuở của học sinh, của phụ huynh ở Việt Nam, đó là mất định hướng. Và khi đó, thay vì bỏ ra cái nỗ lực để tìm tòi xem mình thật sự mạnh cái gì, mình có tố chất gì, mình hứng thú với cái gì, mình muốn làm cái gì về mặt lâu dài, cái công việc nào, cái ngành nghề nào, thì học sinh ngày hôm nay cũng lựa chọn cho mình một giải pháp dễ dàng và tiện lợi, đó là hùa theo đám đông. Thấy cái ngành nào hot, cái trường nào hot, nổi tiếng thì thôi ùa vào đó học, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải cân nhắc lựa chọn. Ngành hot mà, trường hot mà, sau này ra thế nào cũng dễ kiếm việc, rồi thế nào cũng kiếm được tiền. You know? Ở ngoài Hà Nội có câu rất dễ thương, kinh tế quốc dân, kiếm tiền quá dễ. Đúng không? Chưa kể có một cái điều khiến chúng ta rất là kinh ngạc nữa. Đó là cái ngành mà có tỷ lệ chọi và điểm chuẩn đầu vào cao nhất trên thị trường ngày hôm nay, một cách kinh ngạc không phải là những cái ngành mũi nhọn để phát triển như là AI, Big Data, hoặc là giải pháp về năng lượng, về vật liệu, về công nghệ nano chẳng hạn, mà lại là ngành công an và ngành sư phạm. Tại sao? Tại vì đơn giản lắm các bạn, ngành công an và ngành sư phạm là ngành mà không phải đóng học phí. Và chưa kể, khi tốt nghiệp ra trường, các bạn sẽ không phải phỏng vấn, không phải tìm việc, không phải thi đầu vào ở những doanh nghiệp. Các bạn sẽ được nhà nước sắp xếp cho chỗ làm. Cho nên, học cái ngành đó ra trường sẽ dễ có việc làm hơn. Và dễ có công việc ổn định hơn mà không cần phải thi cử. Và các bạn có nhìn thấy không? Là chúng ta vẫn thích những cái lựa chọn dễ dàng và tiện lợi. Để rồi, những cái ngành như là ngành công an hoặc là ngành sư phạm là ngành mà có tỷ lệ điểm đầu vào cao chót vót, 30,5 điểm mới đậu. Cho nên các bạn phải rất cẩn thận là đôi khi chúng ta vẫn bị cái tư duy là thích những cái giải pháp dễ dàng và tiện lợi. Đúng không? Mà chúng ta không nhận ra là ngạn ngữ câu nói, cái miếng ăn dễ dàng thông thường là miếng format nằm trên bẫy chuột. Bởi vì thực tế là nếu các bạn học sư phạm chẳng hạn, các bạn ra trường đi làm cho các trường công, thì thu nhập của ngành sư phạm ngày hôm nay về mặt bằng chung là thấp nhất trên thị trường. Bởi vì nó là một lựa chọn dễ dàng. Nhìn ra chưa các bạn? Tất cả những cái băn khoăn, những cái bối rối, hoang mang mà chúng ta đối diện trong cái mùa tuyển sinh năm nay, tất cả đều xuất phát từ một cái tư duy và thái độ muốn tìm kiếm những cái giải pháp dễ dàng và tiện lợi tức thời,
của Bộ Giáo dục, các trường đại học và của cả học sinh. Cho nên tới thời điểm này thẳng thắn với nhau đi, là anh chia sẻ tới đây nếu các bạn cảm thấy bức xúc, khó chịu, cha này chả đâm thọt quá, bực bội quá, thì các bạn có thể ngừng coi cái video clip này, thậm chí block kênh của anh. Còn lại, nếu các bạn cảm thấy là anh chia sẻ chưa có đúng, chưa khách quan, các bạn hoàn toàn có thể phản biện để bổ sung thêm những cái góc nhìn thực tế hơn cho anh. Còn nếu các bạn cảm thấy anh nói đúng, thì tiếp theo xin nghe cái giải pháp của anh. Đầu tiên là phải rất thẳng thắn là anh sẽ không dám đưa ra giải pháp cho Bộ Giáo dục hoặc cho các trường đại học, bởi vì anh là ai mà họ phải lắng nghe anh, đúng không? Và anh không tin là ngày hôm nay họ sẽ quan tâm và lắng nghe đến cái đề xuất của một cái anh chàng YouTuber nào đó ha. Cho nên xin được chia sẻ những cái góc nhìn và những cái thái độ để hành động cho những bạn trẻ, bởi vì các bạn trẻ, các bạn đang trong cái giai đoạn học hành, chuẩn bị và rèn luyện cho cuộc đời của mình sau này. Thì nguyên tắc của anh là 1 đồng chuẩn bị là bằng 10 đồng chi phí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta càng nghiêm túc, nỗ lực để đổ mồ hôi trên sàn tập, thì mai này chúng ta sẽ không phải đổ máu trên chiến trường. Đồng ý không? Thứ nhất, đừng để một cái cuộc thi không có tính sàng lọc định nghĩa cuộc đời của mình. Sẽ là một cái sai lầm rất lớn nếu như các bạn đã nỗ lực rất nhiều và cố gắng để rồi vì thiếu 1-2 cái điểm cộng nào đó, chúng ta rớt 1-2 cái nguyện vọng mà chúng ta rất mong muốn, thì tuyệt đối đừng vì cái kỳ thi này mà dán nhãn cuộc đời của mình là kém cỏi, là bất tài, là vô dụng. Bởi vì bản chất kỳ thi này, tính sàng lọc của nó đã không có rồi. Cho nên đừng vì vậy mà hủy hoại cái sự tự tôn của chính mình. Còn lại, nếu các bạn đậu được vào cái ngành đại học mà mình mong muốn, thì cũng đừng vì cái kết quả này mà ngạo nghễ và kiêu hãnh thái quá. Bởi vì again, đây là một cuộc thi có tính sàng lọc thấp. Còn 1-2 năm sắp tới, chuẩn bị tinh thần đi. Có khi các bạn sẽ phải học online rất là nhiều, các bạn phải ôm cái máy suốt 1 năm, 2 năm sắp tới. Thì nếu mình lơ đảnh, có khi vèo một phát 1-2 năm đại học trôi qua mà mình thật sự chả học được cái gì, chả bạn, chả bè, chả có trải nghiệm, chả có kết nối gì hết, thì nó phí hoài cả cái thanh xuân của mình nữa kìa. Ok, cho nên kẻ thua đừng có tự ti chán nản, kẻ thắng cũng đừng có quá kiêu hãnh, ngạo mạn. Cái thứ hai, đó là nếu các bạn chưa đậu được vào cái ngành đại học mà mình mong muốn, thì bên cạnh việc dành ra nỗ lực 1 năm sắp tới để học lại, để rèn luyện lại, thì chịu chơi nghe các bạn ha. Ok, coi như mình mất 1 năm trong tuổi trẻ của mình. Bởi vì thẳng thắn đi, là ngày hôm nay chúng ta cũng đang sống trong một cái thời đại của có quá nhiều những cái biến động do đại dịch. Và có những gia đình thậm chí là họ mất thu nhập, họ mất luôn cả bố mẹ, người thân của mình nữa kìa. Bao nhiêu anh chị ra trường đi làm ngày hôm nay mất luôn công việc của mình kìa, đúng không? Cho nên là có thể chúng ta sẽ hy sinh 1 năm trong tuổi trẻ của mình, thì phải chấp nhận cuộc chơi đó. Ok, và rồi dành 1 năm này để học lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Nhưng một việc quan trọng hơn rất nhiều các bạn phải làm, đó là dành ra thời gian để tìm hiểu sâu sắc hơn nữa về bản thân của mình, về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, những cái tố chất và năng lực của các bạn, rồi cái hứng thú lâu dài của các bạn là gì. Bên cạnh đó, dành thêm thời gian để tìm hiểu về thị trường. Bởi vì tin anh đi các bạn, cái đại dịch Covid này sẽ thay đổi rất nhiều những ngành nghề và lĩnh vực trên thị trường. Cái ngành mà trước năm 2019 là một ngành hot, có khi sang năm 2022 sẽ không còn là một ngành hot, thậm chí là một ngành không còn cơ hội. Bởi vì chưa khi nào ta nhìn thấy là hành vi của người tiêu dùng sẽ thay đổi một cách cực kỳ khủng khiếp trong đại dịch và sau đại dịch. Cho nên, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức, dành thời gian để hiểu sâu sắc hơn bản thân của mình và hiểu nhu cầu và cơ hội trên thị trường trong thời gian sắp tới, để từ đó vạch ra cho mình một cái lựa chọn khôn ngoan hơn và sâu sắc hơn. Riêng với những bạn quan tâm về việc sử dụng cái công nghệ sinh trắc vân tay để hiểu về tố chất bộ não của mình và những cái ngành nghề phù hợp với tính cách của các bạn, thì trong mùa này bọn anh có một chương trình hỗ trợ rất đặc biệt dành cho những bạn 2K3. Cái này anh sẽ chia sẻ ở cuối video clip. Ok. Điểm thứ ba, tuyệt đối đừng có chủ quan với một cái hệ thống giáo dục đại học khá là nhàn hạ và dễ dàng, đặc biệt là ở Việt Nam. Ai học đại học rồi vô làm chứng cho anh cái là hầu hết, anh không nói tất cả, nhưng hầu hết các trường đại học ở Việt Nam, các bạn vào năm nhất đại học các bạn sẽ thấy là gì? Nó nhẹ và nó dễ hơn năm lớp 12 của các bạn. Có đúng không nào? Cho nên cái điều đáng sợ của cái sự dễ dàng và thoải mái đó là nó thui chột đi cái kỷ luật, cái ý chí, cái khả năng học hỏi của riêng các bạn. Và chúng ta cứ phè phỡn hết 3-4 năm ra trường, và khi đó nhìn thấy cái bản lĩnh và năng lực của mình đã lạc trôi đi đâu mất tiêu rồi. Cho nên nếu ngày hôm nay cái trường đại học của các bạn không làm khó được các bạn, bởi vì họ vẫn đang chịu rất nhiều những cái khó khăn về dịch bệnh và giãn cách xã hội, và cái điều kiện giảng dạy nó rất là giới hạn, và
cái thời sinh viên của mình nó trở nên dễ dãi và nhàm chán hơn, thì chúng ta phải có trách nhiệm tự làm khó cái thời sinh viên của mình bằng những cái dự án cá nhân, bằng cái sự tìm tòi, nghiên cứu, bằng một cái công việc làm thêm, bằng một cái kênh YouTube mà các bạn muốn phát triển, bằng một hai cái ý tưởng gì đó mà mình trăn trở và tự set up nó và rèn luyện và triển khai cùng với bạn bè của mình. Làm khó tuổi trẻ của mình thì sau này cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn với các bạn. Điều cuối cùng là đừng than thở, khóc lóc và chán nản nếu cái giãn cách xã hội và khủng hoảng và dịch bệnh khiến các bạn không thể đi du học. Bởi vì anh biết là ngày hôm nay cái việc đi du học trở thành một cái lựa chọn cực kỳ băn khoăn và trăn trở của rất 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 nhiều bạn trẻ 2K3. Có đúng không? Cho nên nếu chúng ta chưa thể đi du học ở thời điểm này thì các bạn hãy chủ động để tự mình tiếp cận với những cái môi trường giáo dục, cái chương trình huấn luyện mang tính quốc tế ở bên nước ngoài. Bởi vì thẳng thắn nha, là đại dịch làm cho việc giảng dạy trực tiếp trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng ngược lại nó mở ra một giai đoạn phát triển cực kỳ ấn tượng của những cái mô hình giảng dạy trực tuyến trên khắp thế giới. Ngày hôm nay các bạn có thể học cho mình những cái nhận thức, những kỹ năng từ những cái giảng viên ở bên nước ngoài, từ rất nhiều những cái người huấn luyện tài giỏi trên thế giới trên những cái nền tảng rất là nổi tiếng, đó là như là Coursera, như là Udemy, right? Còn nếu chúng ta muốn học cho mình những cái kỹ năng chuyên ngành từ những cái người có nhiều kinh nghiệm thực tế thì chúng ta có thể học nó và trau dồi trên những cái nền tảng ở Việt Nam, đúng không? Như là Unica hoặc là Teachable, thậm chí các bạn có thể học trên YouTube, right? Và dĩ nhiên các bạn cũng có thể học những cái kỹ năng cùng với lại Học viện Awake Your Power của bọn anh. Từ năm 2019, bọn anh đã bắt đầu cân nhắc và tìm cách để điều chỉnh cái phương thức giảng dạy để ngày hôm nay có thể triển khai 100% trực tuyến và dạy cho học viên ở 16 quốc gia trên thế giới. Và dĩ nhiên là những lớp học của anh có 60% là những người đi làm, những anh chị làm giám đốc quản lý trong những doanh nghiệp. Nhưng bọn anh vẫn có những cái sinh viên học cùng với nhau, và anh nghĩ đó là một cái môi trường cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể kết nối với những đàn anh đàn chị hơn mình 5 tuổi, 7 tuổi. Chúng ta có thể trò chuyện với những bạn du học sinh đang sống và làm việc ở nước ngoài, những bạn định cư ở bên nước ngoài, và tạo dựng cho mình một cái network cực kỳ sâu sắc. Thì đó là những cái lựa chọn và cái thái độ để mình chủ động và tìm kiếm cho mình cách để tiếp cận với những cái mô hình giáo dục tiên tiến hơn, có tính quốc tế cao hơn, để rồi từ đó xây dựng cho mình một cái bản lĩnh sâu sắc để thích ứng với những biến động và những ngày tháng sắp tới. Tóm lại, 4 thái độ quan trọng cho một bạn trẻ 2K3 trong những ngày tháng này. Tuyệt đối không vì kết quả của kỳ thi đó mà tự ti hoặc kiêu ngạo. Bên cạnh việc học kiến thức, phải có thời gian nghiêm túc để tìm hiểu và tố chất năng lực, định hướng của mình và nhu cầu của thị trường bên ngoài, đặc biệt là trong đại dịch. Thứ ba, tuyệt đối không chủ quan với một môi trường giáo dục dễ dàng và thuận tiện. Tự làm khó với tuổi trẻ của mình bằng những dự án, bằng những cái nỗ lực, bằng cái sự trau dồi cá nhân. Thứ tư, chủ động tiếp cận với những cái mô hình đào tạo trực tuyến mang tính quốc tế, chuyên nghiệp hơn, sâu sắc hơn, để xây dựng cho mình bản lĩnh trọn vẹn hơn trong những ngày tháng sắp tới. Alright, anh vẫn còn nợ những bạn 2K3 một cái món quà, đúng không? Thì trong tháng 9, tháng 10 này, những bạn tham gia vào cái chương trình tư vấn sinh trắc để xác định được tố chất cũng như là có cái tư vấn và định hướng nghề nghiệp của các bạn, thì chúng ta sẽ được một cái phần quà hỗ trợ từ phía học viện, đó là giảm 500.000 trực tiếp lên mức phí làm tư vấn của mình. Ok, và chương trình chi tiết như thế nào các bạn có thể xem trong link ở trong description. Còn lại, dĩ nhiên nếu các bạn muốn có cho mình một cái chiến lược rõ ràng hơn để trau dồi những cái kỹ năng mềm, phát triển một cách toàn diện hơn để chuẩn bị cho sự nghiệp của mình sau này, các bạn có thể cân nhắc tìm hiểu về cái chương trình Lead Your Career để học ở trên Zoom cùng với anh. Alright, cuối cùng anh nghĩ là cái tinh thần của tất cả những cái video clip trên YouTube của anh, đó là chúng ta không đổ lỗi nữa, đúng không? Chúng ta không chỉ trích, chúng ta không giận dữ mà phán xét nhau, mà suy cho cùng hiểu đúng cuộc chơi, nhìn nhận nó từ nhiều chiều khác nhau, để rồi mỗi người quay trở về lựa chọn cho mình một cái thái độ điềm tĩnh và chủ động nhất, để rồi tập trung vào trau dồi bản lĩnh, nội lực của chính mình, và sau đó chúng ta có thể thích ứng, phát triển và chinh phục. Đó là chặng hành trình xin được đồng hành cùng với nhau. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo, và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.